của robot. Robot, em ơi em là ai? Không cần lên dây cót. Yeah. Bên em đến ngày mai. Chỉ cần em thay tốt. Không là anh thì ai? Dù có là robot thì cũng yêu anh never sai. Và rồi ngày đầu anh gặp được em, cảm thấy thời gian cứ như ngưng động. Để má ửng hồng em xinh như mộng. Thử hỏi em muốn về cùng anh không? Vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại, cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai. Anh chưa từng phải say nắng một ai, nhưng khi gặp em chắc phải nghĩ lại. Và khi có em về chung một nhà, có bao nhiêu điều thú vị xảy ra. Anh viết tặng em vài bài tình ca, một ít liều nhỏ hai quả thi ha. Có anh bên cạnh em tìm đâu xa, real love ở đây em tìm đâu xa. Người tốt như anh em tìm đâu ra, ông tơ bà nguyện thích tình đôi ta. Trái tim của robot, em ơi em là ai? Không cần lên dây cót, bên em đến ngày mai. Chỉ cần em thấy tốt, không là anh thì ai? Dù có là robot thì cũng yêu anh em và sai. Cuối cùng thì bao nhiêu năm tháng làm việc vất vả của mình cũng đã mua được một ngôi nhà rất là to rồi mấy bạn ơi. Mấy bạn hãy nhìn đây. Đây chính là một ngôi nhà 2 tầng gồm 4 phòng vô cùng rộng rãi. Và ở bên cạnh kìa mấy bạn hãy nhìn đi. Ở bên kia mình còn đậu thêm một chiếc xe Mercedes siêu xịn nữa bạn ơi. Đây chính là chiếc xe mà mình mới vừa mua được đó anh em ơi. Hello anh em, xin tự giới thiệu với mọi người. Tôi là Phong Cận. Năm nay tôi 20 tuổi, là một nhân viên văn phòng. Tính tình của tôi á thì cũng hậu đậu một chút, khá là hiền lành nên là rất là hay bị bắt nạt. Tuy tôi hơi nhát gan nhưng mà cũng được cái là đẹp trai mà đúng không mọi người? Nói vậy thôi chứ đến giờ tôi vẫn cô đơn một mình. Sở thích của tôi á hả? Đó chính là kiếm tiền, tiền và tiền. Cuối cùng thì mình cũng đã làm được rồi. Mình đã có được nhà xịn, xe xịn rồi. Bạn đang làm gì vậy Phong? Ủa? Sao tôi mới vừa nghe giọng của ai ngầu quá vậy ta? Hình như là... Chào Phong biết rồi, chào Phong. Ủa, chào cái gì đây vậy Phong? À, tôi hả? À, tôi đang livestream khoe nhà mới. Nhà mới đẹp không? Đẹp không? Ha, à, nhà mới à, nhà đúng mới rồi. Nhưng mà đây nhà của tôi mà. Thì nhà của ông, nhưng mà nhà của ông mà chẳng lẽ tôi bạn thân ông rồi tôi mượn nhà ông tôi livestream xíu không được hả? À? Mượn nè, mượn tào lao. Còn đây á là ông bạn thân chí cốt của tôi, tên là Kyron, năm nay 18 tuổi, cũng là nhân viên văn phòng. Tính tình thì khá là hài hước, dễ gần, giống y chang tôi luôn á. Nhưng mà tôi đẹp trai hơn mà đúng không? Chỉ khác có mỗi cái á là Kyron đã có bạn gái rồi. Sở thích của Kai á là ca hát. Không có biết là cái nhà này của tôi mới mua, tôi chưa kịp khoe nữa bây giờ ông khoe mất tiêu luôn rồi. Hai cái ông nội kìa, làm gì mà ồn ào quá vậy hả? Ủa? Ồ, hello Simmy. Ờ, hello Phong. Cái người mà có cái giọng đáng yêu vừa rồi đó mấy bạn, đó chính là mèo Simmy, cũng là bạn gái của Kyron. Năm nay 20 tuổi, sở thích á thì không cần nói nhiều đâu. Nói chung trên đời này cái gì dễ thương là bà Sim bà thích hết á. Tính tình thì hòa đồng, rất là tốt bụng. Mỗi tội là suốt ngày cứ bắt nạt ông bạn Kyron của tôi hoài. Tại ông Kai cũng sợ bà Sim này lắm. À, ủa, mà khoan. Ê Kyron, tính ra hồi nãy tôi bảo ông đi mua tà tưa cho tôi mà bây giờ còn chưa đi hả? Ông muốn chết đâu? À. Trời ơi, Kai quên, Kai quên. Trời ơi, để Kai đi mua trà sữa cho Sim liền nè. Ngồi đi nhanh lên, tôi quẹ đói quá trời của đất nè, đưa đây. Trời ơi, đúng rồi. Ê, mua trà sữa đúng không? Mua trà sữa thì phải là qua bên nhà tôi rồi. Nhà tôi bán trà sữa mà. Siêu ngon luôn, đi qua đây. Trời ơi. Trà sữa đây, đã pha xong rồi đây. Đấy, 2 ly trà sữa cho Kyron. Đấy. Rồi uống đi. Ôi trời ơi, trà sữa dạo này lên tay dữ à, chứ không phải bán dở như xưa nữa. Ê, tính ra xưa giờ ông có bao giờ uống trà sữa tôi đâu mà ông biết tôi bán dở hay ngon. Ê, nhưng mà khoan, cái tôi nói nghe nè. Ui, nay hình như là chắc là mới vừa lãnh được tiền thưởng, công ty thưởng hay gì mà mua xe xịn dữ hả? Mua con xe? Ủa xe nào? Kìa, cái xe trước nhà ông kìa, nguyên một chiếc xe Mercedes luôn, trời ơi, xịn dữ sợ. Xe này tôi nghe nói đắt tiền hả đúng không? Ê, thì nói chung là cũng để dành được tí, nên là cũng mua chiếc xe thôi đó bà. Trời ơi, đúng là bạn của tôi giàu ghê luôn, bữa nào cho mượn chiếc xe đi vòng vòng được không? Ê, sao cũng được, nhưng mà nếu mà nói về xe trong thành phố này á, tôi chưa phải là người chất nhất đâu, mà người chất nhất á, thật sự là... Yo, what's up my good? Mới nhắc thôi là ổng có mặt liền. Xin giới thiệu với mấy bạn, đây chính là Mr. Vịt, một rich kid chính hiệu luôn đó nha. Là con trai của chủ tịch, cũng là sếp của bọn tôi.
Nhà thì to nhất phố luôn, tiền thì xài không bao giờ hết, mua sắm không cần nhìn giá luôn á. Nhưng mà không hiểu tại sao ổng lại chịu chơi chung với mấy đứa nhà nghèo như bọn tôi. Tính tình á thì cũng thân thiện, nhây, lầy. Nhưng mà mỗi tội á là cái miệng nhọn như con dịch vậy á, rất là hay bóc phét. Trời ơi! Trời ơi, vừa mới nhắc Tào Tháo tới thiệt luôn. Ui, Kai Kai hình như là ông dịch ông mới mua siêu xe mới đó. Sao kìa Kai ơi, ra xem. Ui, siêu xe. Ui trời, siêu xe nha. Ui trời, dịch ơi, ông mới mua xe mới đó hả? Trời ơi, lúc nào mà tôi chẳng mua xe mới hôm nay trước mua đi tạm ơi, mai chán đổi màu chiếc khác. Trời ơi trời, lại là một chiếc siêu xe Lamborghini màu vàng. Ủa hình như là hôm bữa tôi nhớ ông mua một chiếc màu xanh lá cây nè, rồi một chiếc màu tím, chiếc màu xanh dương, giờ mua thêm chiếc màu vàng nữa. Rốt cuộc ông có bao nhiêu chiếc vậy? Ờ, có bao nhiêu chiếc vậy mà cũng hỏi nữa. Bây giờ tôi nói là tuần có mấy ngày, 7 ngày đúng không? Tuần có 7 ngày. Đó, tôi mua 7 chiếc mỗi ngày đi màu. Trời ơi, trời ơi, 7 đúng chiếc. Đúng là con trai của tổng giám đốc. Ôi trời ơi, 7 chiếc Lamborghini, trời ơi, đúng là con trai của giám đốc công ty bọn mình, giàu ơi là giàu luôn. Ôi trời ơi, Kai ơi, không biết khi nào anh em mình mới có thể gọi là một ngày đó anh em mình có thể mua được chiếc xe vậy ha. Ôi, này chắc cả đời làm không biết mua được không. Ừ, thiệt luôn á, thời luôn chiếc xe của ông mà tôi còn không mua được nữa chứ huống gì cái xe Lambo này. Ôi trời ơi, dịch, vậy giờ thôi có siêu xe đây rồi, lấy siêu xe chở bọn tôi đi chơi chung với được không? Bạn thân mà. Trời ơi, nhìn cái mê được không? Ơi, mê. Mời. Ôi, what's up bro? Rồi ok, bây giờ tôi nể ông lắm á, bạn tôi nên tôi mới cho ông một cái á, chứ mọi người bình thường không cho cái á. Lên đi. Ê không ơi. Hả? Xe này xe tôi, xe thể thao hai chỗ rồi. Ê, cái xe nó có hai chỗ không? Kêu tôi lên là lên sao hả? Ủa, ha, tính ra là Lamborghini là có hai chỗ thôi mà bạn, giờ ba người sao đi? Ôi được rồi, bây giờ cai đu với cái bánh xe đi được không? Rồi, được rồi, bây giờ để tôi lấy chiếc Mercedes mới mua của tôi đi theo là được rồi. Cũng được, trời ơi, tôi tính kêu ông leo lên trên cái chân xe, ông ngồi trên nó, nhưng mà thôi, về đây. Có chừng trước thôi xe tôi. Trời ơi, trời mệt, sợ xuất xe nữa. Thôi, cái leo xe nào. Nào, anh em chúng ta cùng nhau đi, thôi vậy đây. Let's go. Chết gió, bà rủ. Let's go. Đi thôi nào. Siêu xe. Ôi, trời ơi, các bạn ơi, chết tôi rồi, lại đi làm trễ nữa rồi. Ngày xưa đi học thì đi học trễ, còn giờ đi làm cũng đi làm trễ nữa. Kiểu này tháng này bị trừ lương cho mà coi. Ôi, mọi người đi vào công ty làm việc hết rồi, chứ còn có mỗi mình thôi. Kiểu này nha, tháng này thế nào mình cũng bị trừ lương cho mà coi nè. Mình đi trễ 7 ngày rồi, một tuần có 7 ngày mà, đi trễ 7 ngày hết trơn. Từ để coi sếp có đi làm chưa ta. Cam ơi. Ủa, ai gọi? Ủa Phong hả? Còn đây là cô nàng bánh bèo nhất công ty của bọn tôi, Ca Mui. Một cô gái có chiều cao khiêm tốn 1m7. Ờ, trong tưởng tượng thôi nha, chứ thật ra thì chỉ có 1m52 à. Tính tình á thì hồi nãy tôi có nói rồi đó, bánh bèo nhèo luôn, cực kỳ mít ướt, rất là hay khóc nhè. Ai mà chỉ cần chạm bả một cái thôi nha là bả khóc liền luôn á. Nhưng được cái á là cũng xinh xắn, đáng yêu, tốt bụng, thân thiện, hiền lành. Nói chung là rất nhiều điểm tốt. Nhưng mà không hiểu sao vẫn ới nhất công ty luôn. Không hiểu sao xinh như vậy mà không ai yêu nha. Tôi nè. Ủa mui, cho tôi hỏi coi, sếp có đi làm chưa vậy? Nhất chưa, sếp chưa, vào nhanh mà, nhanh. À ok. Ủa trời, may quá. Trời ơi, sếp chưa đi làm. Ôi bà có biết sao không? Sáng nay á, do tôi ngủ dậy trễ á, cho nên là tôi không đi làm kịp. Cũng may là sếp chưa vào công ty, không thôi là tôi thế nào cũng bị phạt cho mà coi. Ôi may quá có bà. Trời, thế thì còn không vào chỗ, nhanh lên, sếp sắp đến rồi á, 5 phút nữa là sếp đến rồi. Trời, yên tâm đi, sếp không biết tôi đi làm trễ đâu. Ok, để ba lô ở đây nè. Đây, ok, vô làm việc nào. Trời may quá các bạn ơi, xém nữa là sếp mà phát hiện ra bị trừ lương rồi. Trời may thiệt. dạ em chào sếp. Trời, dạo này khỏe không sếp? Bạn khỏe không dịch? Dịch hả? Dịch gì? Dịch nào? Đây là cái công ty, chứ không phải là cái chợ mà cậu thích xưng hô sao xưng hô. Tôi là sếp á. Bình tĩnh dịch. Trời, tôi nói ông nghe nè. Ừ thì tôi biết là ở trên công ty là ông là sếp của tôi, hiểu không? Nhưng mà ở ngoài bọn mình vẫn là bạn bè của nhau mà. Thôi xí xóa cho lần này đi. Lần này hôm qua đi chơi ông trên tôi mới đi trễ mà, hiểu không? Cậu này là cậu càng ngày càng vô tổ chức. Tôi nói với cậu nghe rất tiếc. Tôi là người giám đốc tuyệt vời. Trời ơi, sếp ơi, thôi mà tha cho em đi mà sếp. Thôi rồi, nếu như mà không muốn gọi bằng bạn thì gọi bằng sếp. Ở trên công ty gọi bằng sếp đúng không? Rồi. Nhưng mà dù gì thì hôm qua sếp cũng là người rủ em đi chơi mà. Cho nên đừng trừ lương em sếp ơi. Tôi rủ cậu đi chơi là một chuyện, còn cậu đi làm muộn là hai cái chuyện đó.
khác nhau. Bây giờ tôi nói ông nghe là tội thứ nhất, xưng hô không lễ phép với sếp đã đáng bị phạt rồi. Tội thứ hai, cậu 7 ngày thì cậu đi muộn cả 7 ngày, đi ra ngoài kia đứng, hoặc là tháng này bị trừ 50%, à không, 70% lương. Hả? Cái gì? Trời ơi, lương em đã ít rồi mà sếp còn trừ 70% rồi, em cạp đất mà ăn hả? Ê, dạ, rồi, 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 được rồi. Đứng lên 80% nè. À, dạ, dạ, được rồi, em ra ngoài đây em đứng là được vậy. Trời ơi, tính ra là đi làm mà cứ như là đi học vậy, phải đứng ở ngoài đây chịu phạt nữa trời. Rồi à, dịch nha, dịch nhớ nha. Trời ơi, bạn bè thân thiết nhau mà ông đối xử tôi vậy. Chẳng qua ông... Nói câu nói 90% lương nè. Rồi, mệt quá. Sếp này ác quá. Hey, tao làm cơm đây, ai có tiền không? Hết cái này. Ủa, cái gì đấy? Hả? Ơ trời, ăn cướp hả? Ủa khoan, từ ăn cướp là nhìn quen quen ta. Ủa, Siro mà. Ai vậy, đưa tiền đây. Mà hình như ông là Siro mà. Ủa, tự nhiên hôm nay đang làm nhân viên đi làm ăn cướp là sao nội? Hey, đau đầu với cái ông này ghê luôn á. Cái ông quậy quậy này là Siro, lúc nhỏ bị té giếng nên là hơi mấy bạn tự hiểu ấy ha. Vì vậy nên là tính tình cũng rất là nhây lầy, phá phách. Mới xuất hiện thôi là ổng đã la lối sùm rồi đó, mấy bạn thấy chưa? Tuy là hơi tưng tửng như vậy thôi, nhưng mà cũng là hot boy của công ty bọn tôi. Rất là nhiều những bạn nữ mê ổng, bởi vì ổng cũng đẹp trai, nhưng mà sao đẹp trai bằng tôi được. Sở thích á thì là đam mê chế tạo robot. À, ủa? Mà sao thấy công ty mình đơ quá vậy, không ai bất ngờ hết hả? Tôi cái này là cướp hả? Ủa ông đang làm gì vậy? Rớ làm cướp hả? Trời ơi đau sợ quá trời, mọi người la lên tôi xuống. Sao đau sợ quá? Ê Rô, tính ra cái này là công ty mà tự nhiên ông xách súng vô đây làm gì vậy? Hả? Ông không nhân viên không chịu đi làm đi, xách súng vô đây làm gì vậy? Trời ơi, tôi đang viết một cái kịch bản mới, một cái bộ phim rất mới tôi chuẩn bị ra liên quan đến ăn cướp, đảm bảo bá cháy cháy phòng vé luôn. Ủa? Nhưng mà tôi đang làm việc mà sao không ai bất ngờ hết? Vậy là có nghĩa là ông đang viết kịch bản cho một bộ phim có liên quan đến ăn cướp, sau đó là ông nhập vai thành ăn cướp để ông thử có hay không ạ? Đúng rồi. Vậy thì ông nhìn ở trước mặt ông ấy, có ai đang đứng kìa. Ê, ai quen quen ta, trời, màu vàng màu đen. Ê, sao ai quen quen đó không? Ê, cái não ông bị vậy? Sếp đó ông nội, sếp mình trai. Trời ơi, ông đã đi chợ rồi, ông còn làm loạn trong đây nữa. Ủa? Em chào sếp. Ôi sếp ơi, dạ. 7 ngày đi làm, thì 7 ngày đi lại muộn. Bây giờ hai người thay nhau đi muộn thì cái công ty này nó còn là cái thể thống gì nữa trời. Cậu đứng vô đây thôi, đứng vô. Dạ rồi bọn em chịu phạt rồi, sếp đừng trừ lương rồi, được rồi. Riêng cái công ty này á, ai thì tôi còn bỏ qua, chứ riêng hai cậu á tái phạm quá nhiều lần rồi. Đứng im đó, tôi mà thấy hai cậu nhúc nhích là nhích 1 cm trừ thêm 1% lương. Trời ơi, sếp nay ăn trúng gì mà sếp dữ với ta. Ê Rô, tính ra là tôi bị trừ 70% lương, còn ông bị trừ mất 71% lương á, là tại vì ông quậy phá đó, đã đi trễ còn bày đặt vô đây la làng lên quậy phá công ty nữa. Thì tôi với ông cũng như nhau hả, 71-70 hơn nhau 1% à, giờ bị trừ lương rồi, giờ sao sống có ngày trời á. Tháng này là tôi ăn cỏ trừ cơm ơi. Ai, trời ơi, mỏi chân quá à. Đứng từ sáng giờ mấy tiếng đồng hồ, không biết đến giờ ăn trưa chưa ta. Ủa đâu? Tính ra là sếp phạt ông, sếp bắt ông đứng mà sao ông dám ngồi vậy? Lỡ sếp phát hiện trừ lương thêm, bây giờ trừ 100% lương luôn á. Trời ơi, ông khẩu quá, làm sao sếp biết được mình ngồi mà ông trừ lương đúng không? Ngồi xuống đi cha. Ủa, trời, cũng đúng ha. Bây giờ sếp ổng đi đâu rồi, hay là bây giờ mình ngồi đi, tí nữa ổng vô mình đứng lên sau ha. Ừ đúng rồi, ngồi xuống đi cho đỡ mỏi chân, đứng đi mỏi chân lắm. Trời ơi, từ nãy giờ ông ngồi ông không nói tôi làm tôi nãy giờ đứng mỏi chân chết rồi. Ok, để tôi ngồi xuống nha. Ai, trời ơi, ngồi thoải mái, đúng là thoải mái ghê luôn rồi. Tính ra nãy giờ không nói tôi ngồi chung với ông luôn cho nó đỡ mỏi chân, đau chân đúng chết luôn rồi. À. Ừ. Ủa gì vậy? Đứng dậy mình, tôi nghĩ lại à, chúng ta nên gọi là chấp hành theo luật của sếp mình đứng đi không? Thôi chấp hành cái gì, kệ ổng đi, ổng khi nào ổng vô mình đứng, còn giờ ổng đâu đứng có lên. Vô đâu. Đứng lên. Đứng lên làm gì, ông có gì kìa, trong lưng ông kìa. Hello mấy cưng. Đứng lên. Cậu đứng lên rồi tôi, đứng lên. Ủa từ nãy giờ bọn em đứng mà sếp bọn em có ngồi bao giờ đâu. Nãy giờ bọn em đứng mà. Ủa? Nãy giờ đứng hả? Tôi dạ? Đứng rồi, tôi canh chừng hai cậu nãy giờ chứ tôi đã đi đâu đâu mà hai cậu thích lương lại không. Bây giờ chính thức cậu Phong bị trừ 71% lương mà cậu Rô tăng lên 72%. Đừng có mình nhờ với tôi, đứng im đó. Dạ rồi, trời sếp ác quá. Bây giờ ăn trưa mọi người ơi, bây giờ tụi mình đi ăn trưa đi mọi người.
Đâu? Tới giờ ăn chưa rồi? Ủa, hồi nãy sếp phạt mình là đến giờ ăn trưa là bọn mình được nghỉ đúng không? Đúng rồi, giờ nào được đứng rồi, được ngồi rồi à. Ui trời ơi, vậy thôi, bây giờ mình đi ăn trưa đi. Trời ơi, tôi đói bụng quá, sáng giờ bị phạt. Đi. Ai Phong ơi. Hả? Có tiền không? Ha, tính ra là tháng trước tôi xài hết tiền mà tháng này trừ thêm 70+% lương nữa là tiền đâu ăn. Giờ sao giờ? Yên tâm để tôi bao ông, đi theo tôi. Được. Ai Phong ơi. Hả? Tôi cũng không có tiền. Vậy ông đòi bao làm gì ông nội, tào lao quá. Tính ra là bọn mình không có tiền nhưng mà anh em trong công ty có tiền mà, mượn mọi người thôi có sao đâu đúng không? Ừ đúng rồi. Ok. Mui. Đi lại. Mui xinh đẹp ơi, Mui cao 1m7 ơi. Cảm ơn nhá, Mui biết Mui xinh. Sao vậy? Mui có tiền không chứ mượn ít tiền ăn hả? ăn chưa đúng rồi. Tiền gì? Tiền nào? Tiền á, Mui không có tiền á. Cho xin ít tiền. Hai người nhìn tôi đi, nhìn tôi có cái đồng nào không, bình nào thì cố ký lắm rồi, đừng có mượn nha, đừng có mượn tôi, đừng bao giờ mượn tôi về lấy tiền nghe chưa, tôi để đây. Ủa, không cho rồi thôi, vô mượn người khác. Ôi cai kìa, mình mượn cai đi đâu. Chuẩn bị đi ăn rồi. Ủa, hello Phong. Cai ơi, trời ơi, từ nhỏ giờ chưa từng thấy ai đẹp trai như cai luôn á cai. Đúng rồi, không ai hát hay bằng cai luôn á cai. Trời ơi, tôi biết là tôi hát hay, tôi biết tôi đẹp trai mà, sao có nhiều gì. Cai có tiền không cho mượn ít tiền ăn trưa được không? alo. Trời ơi, rồi xong luôn, rồi gia đình, rồi xong thôi, tôi về nhà tôi ăn đám cưới bạn tôi cái. Trời đất ơi, đám cưới chiều bạn tôi phải có tiền để tôi gọi là đi đám cưới đâu mời. Thôi tạm biệt nha, đi ăn trưa. Rồi sao mà tự nhiên mình mượn tiền cái ai trong công ty cũng xa lánh bọn mình vậy đâu? Ơi tính ra là nhìn mặt tụi mình uy tín đến thế cơ mà. Mà khoan từ, vẫn còn một người. Trời. Simi ơi. Trời ơi, có bánh luôn hả? Trời ơi, rồi, bây giờ tôi nói ông nghe nè. Bây giờ nha, nếu như bọn mình không mượn được tiền Sim á, thì bây giờ bọn mình xin vài cái bánh mình ăn trưa thôi cũng được đúng không? Ừ đúng rồi, không lẽ bạn bè không giúp đỡ nhau không? Ừ đúng rồi. Sim ơi. Sim, Sim có tiền không? Cho bọn tôi với Siro vay ít tiền, có tiền ăn trưa chứ bọn tôi hết tiền rồi. Còn không thì cho bọn tôi xin mấy cái bánh cũng được. Đúng rồi, tiền với bánh hả? Thì... trời ơi biết sao, hôm nay tôi hết tiền rồi. Trời ơi, hôm nay tôi hết tiền hả? Đúng rồi, tôi xài á. Không sao nha. Nếu hết tiền thì bọn tôi xin mấy cái bánh cũng được. Cũng được. Bánh à? Trời ơi, tôi cũng muốn cho hai người áo nhưng để bánh cho bé mua. Trời ơi, đây là bánh của Mưa chứ không phải của tôi. Cái gì? Mưa, ôi Mưa đói mất tiêu rồi. Tôi xin lỗi nha. Mưa ơi, đòi gì xin. Ủa gì kỳ vậy? Ủa tính ra con Mưa nó ở nhà chứ làm gì có trong công ty mà bà đem bánh. Ủa mà bánh cho Mưa bà đem công ty làm gì đâu? Tính ra là cái đó là bánh cho người ăn mà, không phải bánh cho chó ăn đâu. Ủa gì kỳ vậy, cuối cùng anh em mình không có tiền ăn ơi. Từ từ. Sau lưng. Ui, vẫn còn một người. Mimi ơi. Còn đây, xin giới thiệu với mấy bạn, đây chính là Mimi trầm cảm. Tại sao mình lại gọi là Mimi trầm cảm? Bởi vì các bạn tin tôi đi, sẽ không bao giờ các bạn thấy bả nói chuyện với ai đâu. Không hiểu tại sao lúc vào công ty, Mimi cứ im lặng, không nói một lời nào. Tuy là hơi lạnh lùng vậy thôi, nhưng mà rất là hiền lành và hay giúp đỡ người khác. Mimi ơi, cho bọn tôi vay ít tiền được không? Hả? Bọn tôi giờ đang đói bụng quá, không có tiền ăn à. Bọn tôi nghèo khổ, mơn cho vay ít tiền được không? Được nè. Cảm ơn Mimi nhiều nha. Trời ơi, có được một đồng vậy là bọn tôi đủ tiền ăn bánh mì rồi. Ơi đâu, một đồng này anh em mình chia đi, mỗi đứa nửa bánh mì. Cảm ơn Mimi nhiều nha. Trời ơi, may quá có Mimi, chứ không có Mimi giúp bọn tôi là bọn tôi không biết kiếm gì ăn luôn á. Thôi rồi, đi mua bánh mì ăn rồi. Đi. Cảm ơn Mimi nha. Cảm ơn Mimi nha. Đây. Trời ơi, có tiền mua bánh mì ăn rồi. Đi, ra ngoài đây mua bánh mì ăn. Tết Trung Thu em thắp đèn đi chơi, em thắp đèn đi khắp phố phường. Trời ơi vui ơi là vui luôn. Chỉ còn có vài ngày nữa thôi là đến Trung Thu rồi. Chắc là bây giờ mình sẽ phải ra ngoài siêu thị mua một ít bánh Trung Thu đem về nhà để ở trong nhà, để sắp tới còn ăn mừng Trung Thu nữa chứ. Hay, nhưng mà không biết bây giờ đang có dịch bệnh, không biết là năm nay có được đi đón đèn ông sao giống như mấy năm trước hay không đây. Nhưng mà thôi, bây giờ phải ra siêu thị mua một ít bánh Trung Thu mới được. Không thôi người ta mua hết trơn là khỏi có bánh Trung Thu mà ăn luôn á. Đi thôi. Đứng lại, mọi người sẽ không bắt được ta đâu.
Đâu quá. Tôi đề nghị anh nằm im đó. Nếu anh cứ động, chúng tôi sẽ đổ súng. Ôi trời ơi, có cái chuyện gì ở bên kia mà ghê với ta. Trời ơi, cái chuyện gì trời. Ở đây vừa xảy đó. Trời ơi, có chuyện gì xảy ra ở đây mà tự nhiên có thêm cả công an rồi cầm súng rồi kiểu nữa, ghê quá trời. Ủa, cái ông này là ai bị bắt vậy trời? Ủa, đồng chí, công an lại. Yes sir, tên tội phạm kia, đứng dậy lên. Trời ơi, cái gì mà có cả trực thăng đến đây luôn vậy, cái gì mà ghê quá vậy trời. Đi nhanh lên, đi theo chúng tôi, nhanh lên. Trời ơi, cái này chắc là ông này là tội phạm thế giới luôn rồi, chứ không phải là bình thường đâu. Cái gì mà có trực thăng đến đây luôn rồi trời, cái gì mà ghê quá vậy. Lên trên, nhanh lên, lên trên. Ôi trời, cái gì mà ghê quá vậy ta. Ôi trời, cái ông này chắc là tội phạm gì đó, gọi là kinh khủng lắm nè. Cho nên mới bị gọi là công an bắt mà còn đem cái trực thăng đến luôn. Ôi, cái gì mà ghê quá vậy ta. Dạy hết chuyện rồi, buồn à. Dạy, thôi dạy hết chuyện rồi. Ủa, ê, trời ơi, mà khoan, ông biết cái ông này là tội phạm gì mà bị bắt cái gì mà ghê quá vậy trời. Mà cái xe của ông tung vô cây gì, sống đâu dính vô cây luôn bạn ơi, ghê thiệt chứ. Ôi, mà cái xe này chắc là đắt tiền lắm luôn á nha. Ủa, cái gì vậy? Ủa, mình mới lượm được cái gì đây? Ủa, cái này là gì trời? Ủa, cái này hình như là một cái bản đồ thì phải. Mà ở trên cái bản đồ sao tự nhiên nó có cái gì mà nó hiện ra cái gì, cái dấu chấm đỏ gì nè. Nó dẫn đi đâu ta? Ôi trời ơi bạn ơi, có khi nào cái này là bản đồ kho báu không ta? Trời ơi, cái ông này ông giàu đến như vậy mà. Cái xe này của ổng là siêu xe luôn nè. Mà ổng còn mới bị công an bắt bằng trực thăng nữa. Có khi nào ông này là cái người đó đang nắm giữ một cái kho báu gì đó gọi là rất là lớn luôn. Chính vì như vậy cho nên là ổng mới bị công an bắt không ta? Trời ơi, ủa vậy là cái này có phải bản đồ kho báu không ta? Thôi để mình đi theo thử coi. Cái này có vẻ hấp dẫn nha. Dấu màu đỏ nó chỉ đi xuống dưới tầng hầm nè. Ok, hình như tầng hầm là chỗ này phải không ta? Nhưng mà ở bên dưới này thì nó có cái gì chứ? Tại sao cái bản đồ này lại dẫn mình xuống dưới nha? Lạ vậy ta. Thôi cứ đi xuống đó xem sao. Trời ơi, cái tầng hầm này nhìn nó cũ kỹ quá trời luôn rồi nè. Mọc rêu, mọc đồ tùm lum la. Rồi còn có cả thêm tơ nhện nữa kiểu nữa. Trời ơi, chắc là cái tầng hầm này để lâu lắm luôn rồi đó, mà không có ai đi qua nè, cho nên là nó mới cũ kỹ như thế này nè. Mà khoan, theo như bản đồ nó chỉ mình thì hiện tại mình đang đứng ở đúng chỗ rồi nè. Là cái chỗ mà nó đang có cái chấm đỏ nè. Nhưng mà mình nhìn xung quanh đây thì làm gì có cái gì bên dưới này ta. Tính ra ở dưới đây chỉ là một căn hầm bỏ hoang thôi mà trời. Theo đúng như cái dấu này thì mình phải đi thẳng về phía trước nè, sau đó đi về phía này. Ủa, nhưng mà phía này có cái gì ngoài một cái tơ nhện chứ? Ủa, khoan từ. Ủa, hình như là một căn phòng. Ủa, mà khoan, tại sao ở bên dưới một cái căn hầm như thế này lại có một căn phòng ở bên trong? Mà cái căn phòng này xung quanh đây lại không hề có một cái cửa nào hết. Vậy có nghĩa là ở bên dưới cái căn hầm xe này có một căn phòng bí mật ở bên dưới. Mà do thời gian quá lâu cho nên là những cái viên gạch này bắt đầu nứt ra và nó đã lộ ra căn phòng bên trong. Ồ, thì ra như vậy. Chắc chắn ở bên trong cái căn phòng này có cái điều gì đó bí ẩn nè, để mình phải vô khám phá xem mới được. Tại sao hồi nãy ông tiến sĩ kia lại bị cảnh sát đuổi bắt mà ở bên dưới đây lại có thêm một căn phòng bí mật? Chắc chắn là bên trong có kho báu hoặc là một cái gì đó rất là thú vị nè. Ok, nhưng mà làm cách nào để mình vào trong được đây ta? Mình không thể nào mình dùng tay không để mình đập cái bức tường này ra được. Bây giờ phải làm sao nha? Ở bên kia có cái xe, để mình qua mình kiểm tra coi bên trong cái xe nó có gì để mình dùng được không ta. Ở đây có cái thùng xe nè. Bên trong có cây rìu, cây cúp nè. Đúng rồi, cây cúp hợp lý. Trời ơi, mình nghĩ là cái cây cúp này được nè. Ok, mình sẽ đập cái tờ nhện ra. Wow, ở bên trong có nhiều đồ nhìn lạ quá à. Không biết bên trong có gì ta, để mình đập ra thử xem mới được. Đập ra nè. Ôi, cái căn phòng gì đâu mà nhìn đáng sợ quá vậy ta. Ủa, còn cái này là cái gì đây? Hình như cái này nhìn giống mấy con robot mà mình hay xem ở trên phim quá ta. Ủa, có khi nào nó là robot thiệt không ta? Đâu, mình ngồi lên thử xem. Ôi trời ơi, mình ngồi lên được nè. Ui, mà nó còn biết cử động nữa. Trời, vậy cái này là con robot thiệt hả ta? Cái gì mà ghê quá vậy trời. Oh my god, đây là một căn hầm có robot sao? Trời, bên đây còn có thêm mấy cái bàn thí nghiệm gì nữa nè. Ui, còn cái này là gì đây? Tại sao lại có những cái con người bị nhốt ở bên trong mấy cái tủ kính này ta? Ủa mà khoan, hình như cũng không phải là con người. Đây là một người nửa máy nè. Ui, vậy có khi nào đây chính là robot không ta? Robot sao? Trời,
Wow, bên đây có một con robot màu đen nè, bên đây một con robot màu trắng, còn có rất là nhiều những con robot nhìn rất là ngầu luôn. Wow, trời ơi. Vậy có nghĩa là mình là người đã phát hiện ra những con robot này. Nếu như bây giờ mà mình công khai những con robot này cho mọi người trên toàn thế giới biết thì mình sẽ trở nên nổi tiếng. Mình sẽ trở thành một người rất là nổi tiếng bởi vì mình đã phát hiện ra những con robot này. Ôi trời ơi, được. Trời ơi, thích quá. À, trời ơi. Oh my god, quá trời robot luôn. Đẹp quá. À. Ta sắp nổi tiếng rồi. Ủa cái gì vậy? Ủa, hình như là con robot này nó mới cử động phải không ta? Ủa, cái chuyện gì xảy ra vậy? Ủa? Phát hiện có người lạ đột nhập. Ủa trời, con robot này biết nói luôn bạn ơi, cái gì mà ghê quá vậy? Wow, trời, con robot này biết nói hả? Ủa nhưng mà tôi không phải người lạ đâu. Tôi vô tình tôi đi vào trong đây thôi chứ tôi không có ý đột nhập hay cái gì đâu. Phát hiện có người lạ đột nhập, bật chế độ tấn công. Cái gì bật chế độ tấn công gì? Tôi có làm gì đâu. Tôi có làm gì đâu. Ủa, cái gì? À, cái con robot này, thả ta ra. Phát hiện có người lạ đột nhập, bật chế độ tiêu diệt. Người tính làm gì ta? Thả ta ra.